tầm tiền từ 30 cho tới 50 triệu hiện nay trên thị trường kiếm khá là khó những cái mẫu loa đặc biệt là đến từ những thương hiệu nổi tiếng như là JBL à, chúng ta kiếm được một cái mẫu loa ở phân khúc từ 30 cho tới 50 triệu à, khá là hiếm khá là ít đặc biệt hơn nữa là những cái sản phẩm mà còn đẹp còn nghiêm chỉnh thì nó lại càng ít càng hiếm hơn nữa Chúng ta hãy hình dung như này, những sản phẩm đã không còn được sản xuất nữa thì chúng ta chơi mãi trên thị trường nó cũng sẽ ngày càng ít dần đi. Chính vì vậy thì lựa chọn được những cái sản phẩm đủ chất lượng, đủ phẩm chất để phục vụ mọi người thì càng ngày càng ít và càng hiếm hơn. Hôm nay gom góp lại được hai cặp loa tuyển chọn nguyên bản và rất đẹp, mới cập bến giao lưu cùng với mọi người. Em lên sóng ngay để chúng ta cùng nhau tham khảo. Đây là những cái mẫu loa mà bên em thường xuyên bán ra bên em giao lưu tới tay khách hàng luôn tự tin về chất lượng hàng của mình và đảm bảo cho chúng ta sau này nếu như ta muốn nâng cấp lên đời thì bên em luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ để chúng ta có thể thay đổi được chất âm thay đổi được những sản phẩm mà chúng ta đã mua tại Ba Hong Audio đầu tiên thì chúng ta có thể nhìn thấy rất quen thuộc bóng dáng của những chiếc tai voi đó là loa chép kèn của JBL 4425 một cặp loa rất đẹp được Ba Hong Audio đưa về nằm ở giữa đây đây là loa kiểm âm chất lượng cao của JBL có model là 4425 Studio Monitor cặp loa này thì có một cặp chép kèn uh, vô cùng là ấn tượng với cái thiết kế hình vòm bán nguyệt giúp cho giải chép được tán xạ tốt và giúp cho một cái không gian âm nhạc thật là tràn đầy trong căn phòng của chúng ta nhiều anh em uh, hình dung và ví von rằng uh, những cái cặp loa chép của JBL 4425 À, giống như những chiếc tai voi của những chú voi bản đôn. Thực sự đó là những cái câu ví von à, vô cùng là đáng yêu dành cho cặp loa JBL 4425 này. JBL 4425 có lẽ là một trong những cái mẫu loa mà có một cái vòng đời à, vô cùng dài. Cặp loa này thì được ra đời đầu tiên vào năm 1985. Và nó được tái bản lại vào năm 1987. Và cặp loa này là một trong những cặp loa có cái vòng đời dài nhất của JBL. Nó được ra đời vào năm 1985, tái bản lần thứ nhất vào năm 1987, tái bản lần thứ hai vào năm 1988 và tái bản lại lần thứ ba vào năm 1998. Như vậy là nó phát hành và tái bản tổng cộng là 4 lần. Từ năm 1985 cho tới năm 1998 là 13 năm, nhưng để kết thúc một vòng đời của một sản phẩm, từ năm 1998 sẽ kéo dài thêm 5 năm tức là đến năm 2003 họ mới ngừng không sản xuất nữa dòng loa JBL 4425. Như vậy từ năm 1985 cho tới năm 2003, một vòng đời của cặp loa này uh, kéo dài tới 18 năm. Hầu như là rất hiếm những cái dòng loa nào trên thị trường có một cái vòng đời dài như vậy. Điều đó chứng tỏ là thị trường chấp nhận dòng loa này rất nhiều, anh em yêu mến, quý mến và ưa chuộng dòng loa này. Chứ vậy thì hãng mới liên tục tái bản cũng như là có một cái vòng đời nó dài như vậy để phục vụ người chơi. Chúng ta hãy tư duy nếu như một sản phẩm nào đó ra mắt mà không được công nhận của cộng đồng, không được mọi người đánh giá cao và chấp nhận thì chắc chắn là nó sẽ sớm bị khai tử. Quay trở lại với JBL4425 thì chúng ta sẽ thấy một model loa mà vòng đời của nó kéo dài tới gần 20 năm thì cho thấy đây là một cặp loa hay được thị trường đón nhận đông đảo, được người chơi ưa chuộng và tin dùng. JBL4425 là một cặp loa được thiết kế dạng thùng với chiều cao là 63,5cm, chiều rộng là 406 và chiều sâu là 375 Được trang bị cho mình một loa bát 30cm, lòng bát rất là sâu, màng giấy, gân mút, một loa chép kèn rất đặc biệt. Mặc dù được trang bị hai loa thế nhưng mà chúng ta hãy để ý trên loa vẫn có hai phần tinh chỉnh cho giải trung và giải chép chính vì vậy thì uh, uh, trang bị hai đường tiếng nhưng mà với cái cặp loa này nó vẫn cho ra một cái chất âm cân bằng nghĩa là đầy đủ ba giải bát, trung chép và đặc biệt là cái lòng bát của nó thì uh, rất là sâu cặp loa này thì có tình trạng là đẹp xuất sắc và nguyên bản duy nhất có gân loa bát uh, do sử dụng gân mút cho nên là qua một quãng thời gian trên 10 năm chúng ta chơi và sử dụng thì chúng ta sẽ phải thay thế gân à, tuy nhiên à, điều đó thì cũng trong cái dự tính của nhà sản xuất khi mà hoạt động qua một quãng thời gian khá dài à, thì đương nhiên là nó sẽ có cái sự sai số ở trong bất kỳ một cái sản phẩm nào đó thì à, cái dòng gân mút này có một cái lợi thế là khi mà nó à, có sai số thì chúng ta có thể thay thế gân mới điều này thì à, giúp cho chất lượng âm thanh lại được phục hồi lại à, như là ban đầu đó là một cái điểm mạnh, điểm tuyệt vời của những dòng loa sử dụng gân mút. Cặp loa này thì có trở kháng là 8 ôm, độ nhạy là 91 dB, mức công suất từ 50 cho tới 200W maximum. Và cấu hình của cặp loa này thì củ bát có mã hiệu là 2214H, củ chép là 2416H, cộng với lại họng kèn 2342. Với cấu trúc như vậy, thiết kế như vậy thì chúng ta có thể chơi được ở những căn phòng có diện tích dưới 40m dễ dàng đặt ở trên kệ hoặc là đặt trên đôn trên chân theo thiết kế của chúng ta chơi cho nó phù hợp với lại gu thẩm mỹ của gia đình. Còn phía bên ngoài thì chúng ta có thể nhìn thấy hai thùng loa được thiết kế dạng tháp với cấu trúc 4 loa, 4 đường tiếng, một bát 30 cm, màng giấy, gân mút, một loa trung trầm, một loa trung cao và một loa chép titan nặng gần một tạ hai trên một cặp có chiều cao là 1m1, chiều rộng của đáy là 48cm và chiều sâu là 38cm. Trở kháng là 6 ôm, độ nhạy là 91 dB, công suất từ 50 cho tới 300W maximum, giải tần từ 35 cho tới 20 kHz. Và cặp loa này thì cũng trong tình trạng là gân bát đã được thay thế bằng loại gân mới và những đơn vị thay thế uy tín, chất lượng cao được báo hồng audio lựa chọn cả hai cặp loa này đều là những dòng loa có độ nguyên bản cao tuy nhiên vẫn có một số tình trạng chung như là thay gân như là thùng spa đó là điều mà báo hồng audio không bao giờ giữ với khách hàng của mình luôn luôn nói thật luôn luôn chia sẻ bởi những dòng loa cũ khó tránh được việc chảy xước nhẹ ở vỏ hoặc là không đều màu và có lỗi trong khi vận chuyển từ nước ngoài về chính vì vậy sẽ có những cái đầu việc cần phải xử lý ví dụ như là thay gân spa lại thùng để cho uh, thùng được đẹp hơn và đặc biệt nói không với lại thùng đóng thùng dựng củ loa phân tần kém chất lượng đó là tiêu chí mà bà Hồng Audio lựa chọn hàng cũ về để phục vụ anh em chơi và đam mê và bây giờ đây tại bà Hồng Audio vẫn tuyển chọn được những sản phẩm tuyệt đẹp vô cùng như thế này để phục vụ và giao lưu với mọi người bên em luôn cam kết đảm bảo hàng chính hãng hàng chuẩn hàng xịn có tình trạng nào bên em luôn công khai và nói rõ với mọi người để chúng ta có thể cân nhắc cân đối. Tuy nhiên đó là những cái tình trạng chung của những dòng loa như thế này đang ở trên thị trường. Chẳng qua là người bán có nói thật và chia sẻ thật với chúng ta hay không mà thôi. Còn những người chơi loa lướt loa cũ sẽ hiểu rằng những cái việc đó là việc dĩ nhiên phải xử lý để chúng ta có một cặp loa đẹp một cặp loa tốt để chơi đúng không ạ? Nếu như chúng ta chơi trong nhà mà lại trưng một trong những cái món đồ nó quá là xấu, nó không được đẹp trong một cái không gian mà chúng ta đã đầu tư báo hung audio uh, luôn chia sẻ thẳng thắn thực sự với khách hàng ở uh, những dòng sản phẩm cũ có những đầu việc phải xử lý thì bên em luôn nói thật nói thẳng để chúng ta nắm được và cân nhắc với cái tình trạng chung của những sản phẩm báo hung audio bán ra của những sản phẩm giống như vậy trên thị trường. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với báo Hồng Audio sẽ có những mức giá tốt nhất giao lưu cùng với mọi người. Hiện tại thì cặp loa JBL 4425 và loa JBL TI 5000 tại báo Hồng Audio đợt này đang có mức giá vô cùng tốt. Trước đây JBL 4425 có giá dao động từ 35 cho tới 36 triệu. JBL T5000 có mức giá giao động trên 52 triệu đồng. Thì hôm nay cũng tại báo Hồng Audio, những sản phẩm này nhập được giá tốt hơn. Em Bá Hồng sẵn sàng giao lưu với mức giá tốt để mọi người có dịp chơi và trải nghiệm. JBL 4425 mức giá 33 triệu đồng, JBL T5000 mức giá 50 triệu đồng. Và đương nhiên khi chúng ta liên hệ hoặc qua trực tiếp shop thì em sẽ cân đối được cái mức giá tốt hơn nữa để giao lưu cùng với mọi người. Em sẽ quay chi tiết từng cặp và test âm thanh để chúng ta cùng nhau trải nghiệm và cân đối cân nhắc xem có quyết định mua sản phẩm này hay không xin chào và xin hẹn gặp lại